Lâu ngày không gặp thì mới gọi là ê, đi đâu kìa má, tôi nè. Ê, đi đâu kìa má, tôi nè. Bà này thì bà ấy bị cận, bà không nhìn thấy. Thế là về em dở khẩu trang đây nè, nhìn thấy chưa. Nói chung là mọi người thì cũng biết hết rồi. Thế là mà em cũng không cần phải che giấu cái bản thân của mình đâu. Thế không hiểu sao mà vợ em nghĩ là nó xong là nói chuyện với lại người bạn thân của vợ em là trời ơi, trời bà ơi, Quỳnh Anh là BD. Quỳnh Anh là BD. Rất là cảm ơn em đã đến với lại cuộc đời của anh. Em là lý do để mà anh thay đổi bản thân mình. Xin chào hai MC cùng tất cả mọi người đang xem chương trình. Em là Nguyễn Hữu Hình. Hiện tại thì năm nay cũng 30 tuổi rồi. Đang làm người mẫu diễn viên, là ca sĩ tự do. Lần đầu tiên em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Thủy Khanh. Hiện tại công việc của em là nhạc sĩ. Quay ngược thời gian lại đi. Kể cho anh nghe coi sao mà hai đứa coi như là gặp nhau nè. Lần đầu gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cái việc của bọn em quen biết nhau thì cũng là qua một người bạn. Ngày xưa là em mới vào Sài Gòn là em có đi hát. Đi hát cái hội chợ với lại một người anh. Thì người anh đấy có vợ thì là ngày xưa là vợ của em là cũng làm nhóm nhạc, cũng đi hát với lại vợ của anh ấy. Thì em quen anh ấy thì anh cũng giới thiệu qua đi hát thì... Nói chung là cũng quen biết bạn này qua Facebook, cũng tương tác nói chuyện qua lại thôi. Em cũng chỉ wow, hóa ra bạn này là nhạc sĩ. Ngày xưa cũng viết mấy bài cũng hay nhạc phim. Đúng rồi. Lúc đấy mình cũng ấn tượng về cái ấn tượng ban đầu. Tài năng trước đúng không? Dạ vâng. Thì khi tự nhiên thấy một cái anh người mẫu, thấy một nhà ca sĩ vô làm quen với mình thì Khanh cảm thấy như thế nào? Bạn thân em nói với em là tôi có một người này cũng muốn làm mai cho bà. Thì lúc đó là em cũng tò mò. Thì bạn em khi mà giới thiệu hình ảnh cũng như là đưa cho em xem Facebook thì em cũng rất là ấn tượng về ông xã tương lai của mình. Em thấy bạn sao mà cao quá, cao đến 1m8 lận ạ. Rồi hình như là cũng từ Bắc vào Sài Gòn, cũng đang lập nghiệp. Thì em thấy là chắc là bạn đây cũng đam mê và cũng đang bắt đầu công việc về nghệ thuật ca hát ở đây. Thì em suy nghĩ là nếu mà mình có dịp như thế nào đó mình sẽ tương tác với bạn trong một chương trình mà bạn tham gia một chương trình ca nhạc. Thì em thấy bạn có hát bài hát rất là dễ thương và cùng nhảy những vũ điệu đáng yêu với lại ca sĩ diễn viên chị Minh Hằng ạ. Em thấy là bạn này chắc là về cái lượt viral và tương tác lúc đó thì cũng khá cao ở trên Facebook và fanpage, nên em cũng thời điểm đó thì em cũng đang tìm một số bạn ca sĩ cover cho cái bài hát của em thêm lan tỏa. Thì ca khúc của em mang tên là Bá Hồng Nơi Trái Tim do ca sĩ Vi Oanh thể hiện. Thì em có ngỏ lời mời Huỳnh Anh thể hiện ca khúc. Nhờ bằng cover em làm chị gọi là tò mò quá, cho nên em có thể một vài câu cho chương trình đúng không? Đúng rồi. Cho quý vị khán giả. Em xin hát một đoạn ca khúc Đóa Hồng Nơi Trái Tim. Nếu trời cao có ban điều ước, con nguyện cầu chia sớt thanh xuân. Xin cùng con bước qua tháng năm, sau này con tóc phai màu. Đóa hoa hồng cài nơi trái tim, ấp ôm tình mẹ che chở bao năm. Hay quá. Từ khi con bé thơ. Một đoạn hay quá. Rồi đến khi nào thì có nghĩa là các bạn phát hiện rằng bên kia mới đúng là cái đối tượng của mình cần phải theo đuổi. Lúc đấy thì em cũng quen một bạn khác nữa. Cái lúc mà em đang chở bạn gái cũ của em đi, thế là em đi mua thuốc thì tự nhiên lại gặp bà này ở ngay cửa tiệm thuốc. Đó, thế là lâu ngày không gặp thì mới gọi là ê, đi đâu kìa má, tôi nè. Ê, đi đâu kìa má, tôi nè. Thế bà này thì bà ấy bị cận, bà ấy không nhìn thấy. Thế là về em dở cái khẩu trang đây nè, nhìn thấy chưa. Đó, xong là tự nhiên là về bà này nói chuyện với lại em của bà ấy, bảo là cái ông này ngày xưa cũng ve vãn tán mình, xong rồi không hiểu sao rồi im lặng. Tự nhiên hôm nay còn đi với bồ nữa, nghe ghét quá. Gay lắm rồi. Sau cái đợt đấy thì em với lại cái bạn kia thì cũng tan. Thì cuối năm đấy thì cũng buồn thì các thứ, xong là em cũng đi du lịch đó đây hay là tự một mình ấy, như kiểu là mình cũng chữa lành. Xong là em có đăng lên trên Facebook của em một cái dòng trạng thái là nói chung là mình đã hiểu được cái con người của mình như thế nào rồi, bây giờ mình hãy sống thật với bản thân của mình, chấp nhận những con người thật bên trong của mình. Thế là có một người thầy của em là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, thì người thầy của em thì với vào nói là nói chung là mọi người thì cũng biết hết rồi, thế là mà em cũng không cần phải che giấu cái bản thân của mình đâu. Thế không hiểu sao mà vợ em nghĩ là nó xong là nói chuyện với lại người bạn thân của vợ em là trời ơi bà ơi, Quỳnh Anh là BD. Quỳnh Anh là BD. rồi đúng không? Thì lúc đó em nói với bạn thân là giờ tôi mới biết là trời ơi, nào giờ là quen bạn gái cũ cũng có bạn gái là để che mắt vậy thôi, chứ thôi sống thật vậy cũng tốt. Thì miễn sao mình là cô Quỳnh Anh rồi. Miễn sao là lý do gì mà em đồng ý quen Quỳnh Anh. Quỳnh em lúc đó trên TikTok có một cái trend nhỏ, thì em thích cái trend đó cho nên em up lên cái story của em. Thì Huỳnh Anh không hiểu cái trend đó là gì nên có comment vô hỏi, thì em cũng nhiệt tình trả lời cho bạn. Chị nói chuyện qua lại thì Huỳnh Anh có nói với em là ủa nếu mà đi chơi hay gì đó thì khoảng mấy giờ thì về tới nhà. Thì em nói là thường tôi đi chơi khoảng 10-11 giờ tôi mới về hà. Xong rồi Huỳnh Anh nói là về sớm ngoan như vậy thì xứng đáng có 10 người yêu. Thì đúng lúc đó mình đâu có người yêu đâu. Cái em mới nói trời, tôi bây giờ tôi có một mình hà, tôi đâu có quen ai đâu. Xong rồi lúc đó Huỳnh Anh mới nói là tôi cũng vậy, bây giờ hả sao tự nhiên tôi tốt với người ta mà hả, người ta lại không có ở bên cạnh tôi nữa. Thì lúc đó em mới biết là Huỳnh Anh chắc là thật sự là chia tay người cũ rồi. Nhiều khi mình có hiểu lầm về cái giới tính của anh đó. Cho nên nói chung là cả hai cũng nói chuyện với nhau. Rồi sau đó các mấy đứa gặp gỡ với nhau như thế nào? Lần hẹn hò đầu tiên ra sao? Ở đâu? Làm gì? Hẹn hò thì hôm đầu tiên là em rủ đi xem phim ạ. Đó, xem phim. Mục đích của em chỉ là để đi coi cái bộ phim mình thích thôi. Thì em mới gạt cái đồ mà để tay xuống để chia khoảng cách lại, để có gì đừng có gần nhau quá. Thì không ngờ là lúc mà cái phim đó nó hết hồn thì em cũng có hơi sát vô Huỳnh Anh chút xíu. Thì lúc đó Huỳnh Anh lại gạt cái đó lên, gạt barrier lên. Dạ đúng rồi. Thì tự nhiên cái Huỳnh Anh lại vòng tay qua ôm eo em. Thì cái này thì em thấy thân mật quá. Nếu mà mình thả ra hoặc là mình phản ứng gì thì nhiều kỳ hơn. Dạ. Cho nên thôi kệ, em cứ để yên. Dù gì bạn này thì em cũng biết 2-3 năm rồi nên chắc cũng an toàn, không sao. Rồi Huỳnh Anh mới nắm tay em, cũng đang tay vô. Rồi em cũng suy nghĩ coi mình có cảm xúc chưa, sao còn làm gì nữa không. Cảm xúc lúc đó thì giống như là giống như hai người bạn đang nắm tay nhau. Thôi mình cứ để yên vậy đi. Thực sự lúc đó nghe cái khúc đó thì mình vẫn còn ngại, mình vẫn chưa xác nhận được là mình thích hay không nữa. Sau đến 1 tuần nữa thì bọn em có hẹn nói chuyện với nhau về những cái thứ mà mình mong muốn trong một cái cuộc tình. Đó thì bắt đầu thì bọn em bắt đầu chính thức tìm hiểu. Bao lâu thì tụi em chính thức là của nhau? Trước khi cưới có ở chung với nhau không? Thực sự thì bạn này thì bạn ấy có một cái quy tắc là giống như kiểu là quen như này, kiểu là 1 tháng là bao nhiêu thì mới như vậy. Em thì bảo nhanh lên, họ bảo là hôm đấy tại vì bạn ấy xe bạn ấy căn ngày bảo đúng 1 tháng thì mới ấy. Nên em bảo thôi cuối tuần thì tôi phải về nhà, từ thứ hai thì tôi bận nữa, tôi không đi được đâu với các thứ thế nào. Thế là em cứ hối. Sống là phải bằng cảm xúc đúng không? Yêu nhau là phải bằng cảm xúc. Rồi hai đứa có sống với nhau trước khi đám cưới không? Trước khi đám cưới thì bọn em đã sống với nhau rồi. Em với lại Khanh này nói chuyện với nhau thì chính thức bọn em xin phép được ra mắt gia đình hai bên và bọn em tổ chức đám hỏi. Thì lúc đấy hai bọn em mới về nhà với nhau. Còn trước đó thì bọn em vẫn giữ là ai ở nhà nấy. Ủa nhưng mà vậy là thời gian mà hai đứa yêu nhau vậy, có lúc nào em ghen với những cái quá khứ của ảnh không? Cái thời gian mà trước khi đám hỏi là trong 3 tháng đó thì em thấy chồng em có giữ một số món đồ, thì giống như là mình nhìn mình cũng hơi thắc mắc là không biết ở đâu, nhiều khi là quà tặng hay gì đó, hay là giữ cái gì đó không biết là của ai đó không. Thì em cũng có hỏi ủa cái này của ai vậy, ví dụ chai nước hoa thì là của người yêu, chắc là của người cũ tặng đúng không bây giờ phải hỏi đường sự liền. Chai nước hoa đó của ai? Là của người cũ. Dạ vâng. Tại sao lại giữ nước hoa? Không, thật ra tại vì cái chai dầu thơm thì những cái đồ mọi người tặng em ấy, mấy cái đồ bọn em hay dùng ấy, thì em vẫn giữ lại để dùng thôi. Tức là chai dầu thơm để tặng cho em là mùi nam đúng không? Dạ. Ố vậy được sao em? Trời ơi, cái mùi mình thích mình cứ giữ lại mình xài chứ mắc gì. Khanh thì không có giận quá nhưng mà em nhìn cái sắc mặt em cũng sợ rồi. Chương 2 đi em. Tới chương 2. Tới cái phần khui tật xấu rồi đó Khanh. Chồng của em thì nào giờ thì tính tình thì cũng nhiều khi thì cũng hơi thẳng thắn và hơi nóng chút xíu thôi. Tính đúng không? Dạ. Đi ăn gì đó, ví dụ em đang hí hửng muốn đi ăn khuya, họ thích ăn món này món kia, đang trên đường đi coi phim về thì anh nói thôi tôi đi về luôn, về ngủ, buồn ngủ quá rồi. Thì tự nhiên em cũng hơi khó chịu tại vì mình thì mình cũng có cái sở thích này sở thích kia, còn chồng mình thì hay vội vàng hay vội vã hay bàn ra, chưa có quan tâm cái cảm xúc và cái sở thích của mình lắm. Mặc dù cái sở thích của mình thì nó cũng hơi nhỏ rồi chị móc ra được rồi nè. Nóng tính nè, không chịu quan tâm đến cái cảm xúc và sở thích của vợ mình nè, đúng không? Rồi hỏi tiếp nè, có trưởng thành chưa hay vẫn còn như con nít? Dạ có con nít, tại vì ví dụ đang đi ra đường xong rồi cái Huỳnh Anh đang tập hát cái bài nào đó mà vừa thoáng nghe trên truyền hình thì muốn hát thử coi cái nốt nó cao không, thì tự nhiên đang đi thì sắp đi ngang qua mấy cái chị kia cũng đang lái xe, tự nhiên đi ngang qua đúng lúc cái xong rồi cái người ta cũng hết hồn, làm em quá rồi anh kỳ quá à. nhỏ thôi chị. Có ghen không? Dạ em thấy chồng em cũng có nhưng mà cũng hơi khéo ạ. Nên khéo hay là kiểu như lại cũng lại hú lên là tôi đang ghen lắm đây, hay là em có biết là anh đang ghen không? Em có biết là anh đang rất nóng không? Hình như là cũng tương tự như em, là kiểu biểu cảm cũng hiền xong rồi cũng nghiêm túc, nhưng mà cái cách thể hiện và cái ánh mắt lúc đó cũng hơi sắc, tức là xài mắt nhẹ nhàng, xài mắt để xử nhau đúng không? Mấy cái này là toàn là nó tức giận mà nó thể hiện qua cái nét điện ảnh không? Chị mới nói xài mắt đó. Hồi nãy có nói chồng em là nóng tính, nhưng mà có khi nào mà nóng tính nó đổ hết tất cả lên vợ không? Hoặc là cái cơn nóng tính của bạn ấy, là em có biết cái nguồn cơn của cái việc nóng tính đó là nó như thế nào không? Do chồng em trước đó cũng hay về sức khỏe cũng hơi có vấn đề, chồng em cũng hay bị nhức đầu nên nhiều khi có một số vấn đề khi mà mình đang xử lý thì chồng em lại sức khỏe lúc đó lại căng thẳng quá, rồi thần kinh rồi lúc đó là lại nhức quá, bị áp lực quá, nên lúc đó giống như là không kiểm soát được lắm nên có hơi nóng tính một chút xíu. Thì mấy cái này thì em cũng thông cảm. Về bệnh lý cái đó là bệnh lý rồi, cái đó là không phải tật xấu. Rồi bây giờ mong muốn Quỳnh Anh thay đổi điều gì để bác Khanh? Em thì em muốn chồng của em có thể là sau chương trình này thì chồng của em vẫn sẽ quan tâm em nhiều hơn, cùng em đồng hành với những sở thích của em. Còn những sở thích của chồng em thì em luôn ủng hộ. Ví dụ anh thích đá banh, chơi game hoặc là coi phim hoạt hình, những cái sở thích nó dễ thương, nó lành mạnh. Bây giờ tới Quỳnh Anh đó, tới em đó. Thủy Khanh nó hiền quá, quá hiền luôn. Bây giờ mình moi ra tìm một cái tật xấu Thủy Khanh chắc không có đâu đúng không? Xấu thì chắc là về cái thói quen. Đêm thì hay thức khuya. Thức khuya tới mấy giờ? Thường là ngày xưa là khoảng tầm đến tận 3 giờ. Nhạc sĩ mà rưỡi sáng. Tại vì em thì đi làm cả ngày mệt rồi, đến khoảng tầm 12 giờ là em đã rất là buồn ngủ rồi. Sau về cùng với bà này thì 1 giờ mãi chưa thấy ngủ. Em bảo tắt điện đi ngủ đi. Mãi chưa thấy ngủ, xong là lát em dậy 3 giờ rồi vẫn chưa thấy gì. Đó, xong là cứ ngủ muộn như thế, xong là sáng dậy uống cà phê xong là không chịu ăn sáng. Tức là em nói rất nhiều lười ăn. Cho dù là nhạc sĩ, mình phải chấp nhận những cái lãng mạn để mình sáng tác, nhưng mà vừa phải thôi, ai đời 3 giờ sáng mới ngủ đâu có được. Ngày này qua tháng nọ, rồi xong rồi dậy trễ rồi thì lại uống cà phê và không chịu ăn nữa thì không mà chết. Cái đó là chấp nhận tật xấu. Ê, nó dễ dẫn đến lao lực đó nha. Nó dễ dẫn đến lao lực, nguy hiểm lắm á. Rồi tiếp đi. Tiếp tục. Có ai ghen không? Có ghen không? Em thì cũng sương hả? Sương cũng bằng ánh mắt thôi gì. Đúng rồi. Thôi thế cũng được, chấp nhận. Tại vì vợ chồng là phải ghen chứ, yêu nhau là phải ghen, miễn là không có đụng tay đụng chân, đập đồ đập đạc. Ghen bằng ánh mắt. Hai bé này nó điện ảnh không ạ? Thú vị, rất là thú vị. Có hay làm bèm cầu nhau gì không? Làm bèm thì hay, tại vì em hay vứt đùa lung tung á. Nếu như vậy là lòi ra bừa bộn. Bao che nha. Đây là một tật xấu nữa, là tật xấu. Nói đi. Không, bây giờ lòi ra bà này nữa là tật xấu, bao che cho chồng. Và em quên, em chưa nhắc tới thôi. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em cũng mong vợ em là để ý sức khỏe nhiều hơn. Để ý những cái em làm bèm về cái việc mà mình thức khuya lại không ăn thì các thứ đấy thì đều là do mong muốn cho cái tương lai nó tốt hơn. Anh rất muốn trước khi chia tay, anh rất muốn Huỳnh Anh có một điều gì đó thể hiện với Thủy Khanh. Đúng rồi. Hai đứa nó đẹp đôi lắm. 1m8 này, ôi dồi ôi, bé bên đây cũng đâu có vừa 1m7 mấy, hai đứa đứng lên là khoe phọt nào. Quá trời đẹp rồi, trời đất ơi. Cũng rất là cảm ơn em đã đến với lại cuộc đời của anh. Em là lý do để mà anh thay đổi bản thân mình. Trời ơi, đáng yêu quá. Cảm ơn hai vợ chồng hôm nay đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Và nếu được, trong năm nay bác sĩ báo tin vui. Cái cặp cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống vậy tôi nhìn thích ghê. Vừa thấy cô dâu có cái áo dài màu đỏ và thêm một chú rể màu xanh. Đúng rồi. Hy vọng một năm mang sẽ mang đến một cái năm mới rất là nhiều may mắn cho tất cả mọi người. Em giới thiệu về mình đi. Em là Lê Thanh Điền, 34 tuổi, em làm công tác đoàn của công ty Dược Sài Gòn. Em tên là Trần Thị Thanh Thảo, năm nay em 32 tuổi, em cũng là cán bộ đoàn của quận 4. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai vợ chồng lúc đó là được đi học lớp cán bộ đội. Vợ mình lúc đó không phải là người của mình chọn. Lúc đó mình làm quân sư cho một cái người bạn trong lớp. Để cưa bạn gái của bạn này. Rồi sao? Mình hướng dẫn anh nó rất là nhiều chiêu. Rồi cuối cùng thì quá nhiều chiêu thì chiêu nào cũng không được. Cuối cùng là chỉ có người quân sư được. Ủa ông quân sư này làm sao mà không được vậy? Vô lớp thì em cũng không để ý tới ai. Anh đó thì ảnh mới để ý tới em, rồi gọi điện thoại rồi mời đi ăn. Mà do là em cũng không có thích nên là em từ chối hết. Nhưng mà vô tình thì lại quen với quân sư. Ủa, vô tình là vô tình sao? Dạ, trong một cái đợt tập văn nghệ của lớp để chuẩn bị chào mừng 20 tháng 11 á, thì tụi em có tập trung. Thì lúc đó mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ủa chị thắc mắc này, tại sao lúc đó em lại để ý? Lúc đầu em không để ý mà. Lại lúc mà mình làm quân sư thì nó khác. Rồi sau này mình nhìn lại thì mình thấy bạn này cũng xinh xắn, dễ thương. Thôi quân sư người ta không được rồi, giờ thôi mình phải chuyển thành của mình trước. Đó là mình mời hát chung. Rồi sao nữa? Sau đó thì tụi em có một cái buổi đi chơi chung với lớp á, thì cũng có một số anh trong lớp đề nghị là chở em. Mà lúc đó thì anh Điền cũng đề nghị, rồi em cũng đồng ý cho anh Điền chở đi chung. Mình được chở bạn nữ xinh nhất của lớp á, là tụi mình thấy cũng vui. Quá hãnh diện chứ, đúng không? Lúc đó mình chở đi là rất nhiều người nói thằng này nó hướng dẫn người ta rồi nó giới thiệu. Lúc đó thì chỉ thích nhau thôi. Sau đó 3 ngày thì tổ chức một hội trại để mình tổng kết lớp. Thì buổi tối đó nguyên một nhóm bạn với thầy cô cùng đi ra ngoài biển. Và lúc đó thì cái cảm xúc mình dâng trào. Cảm xúc dâng trào là làm gì? Nắm tay. Và cái nắm tay đó cũng một cái lời yêu mình ngỏ. Tin nổi không trời? Mới quen rồi nắm tay rồi cho không ta? Người ta nói là tức cảnh sinh tình thì lúc đó anh Điền mới thể hiện tình cảm bằng một cái nắm tay. Thì em nghĩ cái nắm tay đó là cũng một cái gì đó để ngầm hiểu. Dạ, ngầm hiểu. Rồi vậy từ khi nắm tay bà biển là ngươi là chính thức quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau khi quen nhau thì hai bạn có chuyện gì vui không? Dạ có một lần khi mà em đang ngồi ở cơ quan em làm việc á, thì em mới nhận được cái tin nhắn của anh Điền gửi đến. Cái nội dung tin nhắn là Mai ơi ăn bánh tráng không? Xuống đây Điền dẫn đi ăn cho. Thì cái chị Mai đó là bạn gái cũ của anh Điền, mà nhắn cho chị Mai lại nhắn cho em, nhắn lộn cho em. Nên là tá hỏa lên. Rối quá. Quen cứ mỗi lần rồi nó gửi. Quen rồi cứ vô gửi. Cứ vô nghe, em yêu cái này điện thoại lại. Chết rồi, chết chắc rồi. Bây giờ phải nói gì? Mình mới nói anh thử coi em sao, coi em có ghen không đó. Còn ghen lắm. Hay. Dạ lúc đó em không tin chị, không có chấp nhận cái chuyện là nhắn lộn tin nhắn như vậy. Tại sao em không nhắn rủ em đi ăn bánh tráng mà lại rủ cái chị kia? Nên là em giận mấy ngày. Nghĩa là giận mấy ngày luôn? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau đó còn phát hiện ra cái gì bất ngờ á, ông chồng hay nhắn tin nhầm này không? Anh Điền thì vô tình hay cố ý thì em không biết. Nhưng mà những người bạn gái của anh Điền lại có chung một tên Thảo. Mấy người lận em? 3 người. Tình cờ hay là do bạn ấn tượng cái tên Thảo? Không, cái đó là tình cờ. Với chắc mình cũng là một cái âm mưu của mình đó. Nếu mà có lỡ mà nằm mơ mà nhớ bạn gái cũ Thảo ơi anh yêu em, thì lúc đó vợ mình còn thương mình nữa. Trời ơi. Trời tội nghiệp Thuận quá à, té quá. Đúng là âm mưu ghê luôn. Ghê thiệt chứ. Công nhận á, tiếp xúc nhiều mới thấy đàn ông nhiều chiêu thiệt á Thuận. Nhưng mà em có rắc rối gì với cái chuyện mà 3 cô cùng tên Thảo không? Trong 3 người tên Thảo đó là em người thứ 2. Đời nhì đó phải không? Đời nhì. Ủa? Ủa còn đời 3 là sao? Không lẽ đời 3 sau em? Dạ đúng rồi, thì lúc đang hai người đang quen thì có một chị cũng tên Thảo cũng thích anh Điền. Có nhiều tình huống xảy ra nên là em phải dùng cái chiêu là lạp mềm buộc chặt để lôi anh Điền về với mình. Em buộc làm sao? Thì lúc đó cũng chia sẻ rồi phân tích rồi dùng những cái chiêu của một người phụ nữ. Em nghĩ chị Hồng Vân biết mà. Dạ. Đúng là lạc mềm buộc giặt. Có lúc nào mà em cảm thấy em bị áp lực đối với cô Thảo này, với cái kiểu mà buộc rồi mềm rồi nói chung là chiêu thức của cổ, mà đến độ em cảm thấy em stress mà em phải trốn chạy cuộc đời này không? Dạ có chị. Có mấy lần nhất sợ nhất là gọi điện. Gọi điện thoại suốt. Vậy hả? Gọi điện riết mà thiệt nhiều khi là em nói với nhà nói là đừng gọi và nhắn tin cho anh nữa. Có bài hát đó. Vậy à? Sao vậy em? Tại sao phải gọi nhiều như vậy? Cái ảnh có cái tật là khi mà đến bàn tiệc rồi vô ngồi rồi bắt đầu cụng ly với bạn rồi á, thì em gọi thì mới là phát hiện là ảnh đã vô nhập tiệc rồi đó. Nên có nghĩa là đi trước khi đi nhậu là không bao giờ gọi. Dạ, chỉ gọi sau khi đã xỉn rồi. Không, tức là để em phát hiện không mà chị. Nhưng mất mát gì mà em không điện cho vợ em biết là anh đi nhậu ở cái địa điểm này nghe. Lỡ có chuyện gì thì hốt anh về ví dụ vậy. Anh Thuận có đi nhậu không? Có. Anh em ở đây người nào mà có gia đình rồi á đi nhậu mới biết nhậu, mà lúc nào mà gọi cho vợ trước á là bảo đảm là sẽ bị cằn nhằn. Là nhậu mất vui phải không? Đúng vậy. Thôi để mình cứ nhậu giữa chừng cái mình gọi có la cái gì á. Với mình có một cái chiêu nữa, mỗi lần mà vợ gọi lợi điện là cứ alo vậy đi nha, ok vậy đi nha. Cái mấy đứa bạn nó hỏi ai gọi mày, vợ tao gọi. Ủa tưởng mày làm ăn cái gì tưởng mình đang làm, mình cứ gọi vậy để cho mấy bạn nó khỏi nói mình sợ vợ. Đó, hay. Thực ra là mình có sợ vợ đó đúng không? Vậy thì anh hỏi em nè, bao lâu á em mới quyết định là cho ông dặm ngọn? Tụi em làm đám hỏi năm 2006. Làm đám hỏi xong thì mới suy nghĩ, đám hỏi xong rồi lỡ anh bỏ em thì thiệt thòi cho người nữ. Thì hai đứa mới quyết định là đăng ký kết hôn. Rồi cưới liền? Dạ không, tới 2007 mới cưới. Trời ơi, tới 1 năm sau mới cưới luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó là ông chủ tịch phường mới nói là thằng Điền là nó bị kêu án chung thân rồi. 1 năm sau nó mới được thụ hình. Nè nó nghe nè, nhưng mà đã đăng ký kết hôn xong rồi mà không ở chung nhau như vậy á, Thảo có sợ không? Đâu có gì đâu sợ anh, tại vì còn trên danh nghĩa pháp lý là đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Nên là anh Điền có làm cái gì em cũng không sợ. Trời ơi, tụi em có cảm thấy là dại dột không khi mình bỏ phí mất 1 năm? Em nghĩ thì trong quá trình 1 năm đó để cho tụi em chuẩn bị về nhà cửa, quen từ từ cái nề nếp của hai bên gia đình rồi mới về ở. Nhưng mà hai ông cụ xui á có hợp nhau không? Bố vợ của em á làm người nói vùng Bắc, còn ba em là nói vùng Nam. Ba em á thì bị lãng tai, còn bố vợ em á trong chiến tranh á, bố là thương binh nên thành ra bố cũng nặng tai lắm. Cái ngày để chuẩn bị đám cưới hai người mới nói chuyện thì hai ông nói chuyện hay lắm, cứ dạ ok nghe quyết, nhưng mà thật ra không biết gì hết, không nghe gì hết đúng không? Không nghe gì hết. Là ông nào cũng lãng tai. Và cuối cùng là hai mẹ mới ngồi nói chuyện với nhau mới thống nhất truyền tải lại cho hai ông. Nghĩa là trong đám cưới của hai bạn chắc chắn nó có rất là nhiều câu chuyện vui đúng không? Thì nó cũng có nhiều chuyện lắm. Ba em á là bắt hai bên đều bận với áo dài khăn đóng hết. Mới ban đầu là mình thấy nó rườm rà quá, sau này mình nghĩ lại là cán bộ đoàn nữa, mình giáo dục cái truyền thống nữa, coi như là anh em nè rồi chị em đôi bên phải mặc áo dài khăn đóng hết. Đúng, lúc đó tụi em phải đi thuê áo dài khăn đóng cho em, thuê hết cho tất cả các anh chị em. Trong đó thì có một người em của anh Điền ở bên Hà Lan về cũng thích bưng áo dài khăn đóng, cũng bưng quả. Thì lúc đó cái em đó lại không có chịu cái màu của những người bưng quả mà lại đòi màu của chú rể, nhất quyết là phải mặc cái màu này nó mới đẹp, cái màu này nó ngon hơn cái màu kia. Xong rồi thì ở nhà anh Điền rồi phải giải thích cho các em đó là con phải mặc cái bộ cho phù hợp với lại bưng quả, còn cái của chú rể là người ta riêng. Thì sau đó các em nó mới chịu đó. Dạ, còn không mình nặng nặc bữa là đòi là... đồ chú rể. Cũng dễ thương quá ha. Cái đám cưới nhiều chuyện vui thiệt á. Điền với Thảo là có mấy bé rồi? Dạ mới có một bé 2 tuổi. Vậy thì Điền mong muốn Thảo có thay đổi gì không? Và mình muốn là bớt việc bởi chăm sóc gia đình tốt hơn. Vậy thôi à? Thế còn Thảo? Em cũng mong muốn là ảnh cũng bớt những cái tiệc ngoài giờ. Cái nhịp độ mà nhậu trong tuần nó rất là nhiều nên dạ. Nghĩa là điều mong mỏi Thảo có Điền duy nhất là gì? Bớt nhậu xíu thôi. Tức là thực ra hai bạn này á đều có một cái mong muốn giống như nhau là dành thêm thời gian cho nhau nữa. Và cần thiết nhất là cho đứa con của mình. Chị nghĩ rằng cái này nếu mà các bạn muốn thì các bạn sắp xếp được mà đúng không? Đơn giản. Tất cả là do mình. Đó, rất may mắn là ngày hôm nay trong cái ngày đầu năm mới. Ngày xuân á, mình được tiếp xúc với 2 cặp vợ chồng mà các bạn là gần như á, là trong cuộc sống các bạn rất là hài lòng về nhau. Những cái điều mà mong mỏi thay đổi nó chỉ là một chút xíu mà nếu mà làm được á thì sẽ là những cái gia đình hết sức là hạnh phúc. Điền bớt bạn bớt bè, bay về bên bé. Bay về bên bé. Trời thơ kỳ quá à. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Xem này lý do gì mà hai bạn mặc những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy? Vợ con trả lời ạ. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa. Nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy thì các bạn ấy có thể là cái trang phục của người Việt Nam chánh cống. Đúng rồi. Từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình sao ta? Mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy có, con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin hơn. Đúng không? Tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận không? Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Cái nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang đôi giày bata. Thôi nó đùa thôi, chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam, chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Vậy hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lâu thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình như nào? Từng thành viên. Để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Và hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Nguyễn Quang Dũng, một cái tên nó rất là giống với rất là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con hồi trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có, mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền, con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con nữa. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Con cũng bằng tuổi với Dũng luôn? Dạ vâng, hai vợ con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng, vợ con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xếu ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là chè trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Thì gặp nhau ở đâu? Lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con, tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá, chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, thế hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, có bằng Dũng này không? Vâng có ạ. Cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. Con làm gì để được chiến thắng mà? Đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường quân đội trở về trường con. Thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên, còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn. Thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà sao con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao và là mặc đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc, từ xa là con đã nhìn thấy là có một con bé mà mặc quần áo thể thao rồi, là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cô là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩa là cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con thích nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có con... hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thiếu nhau. Cái này nhưng mà chân dài hơn nó chạy nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Rồi chiến thắng là 1 kèm 1. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè, có kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế, thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn, bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm 2 lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau 2 lần thì đội bóng tan rã. Sao vậy? Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, thế là cứ rụng dần ạ. Vâng. Đấy. Rồi, xong rồi có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi, mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy, trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chày chỗ mặt mày đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch, thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bây giờ làm được vận động viên đâu, chị chỉ làm cổ vũ thôi đó. Rồi Dũng ơi, sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập. Hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại, con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới tỏ tình. Kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi, chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả. Lên đại học là học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi ấy thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá, mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con, hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng. Thế là con cũng nói chuyện và sau dần dần thì con cảm thấy là bạn này cũng thân thiện đáng yêu mà, đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Cho nên là mình cũng không phòng hờ. Nhưng mà con vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cứ thế này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vâng. Thế đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi tới lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Ôi rồi đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền? Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng, coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể vì con bị gài ạ. Thì đấy, tức là con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa 12 giờ trưa thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC 1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy bị phạt, thế con sợ quá con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ thế nào lại ai tỏ tình mình, là con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi, thầy giáo lên, thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi... bạn là nhiều người hả? Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Bọn thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Chắc ông này đầu tiêu. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy, ông lập trình mà. Là tỏ tình, là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa, mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thầy là bệ đỡ, còn background của... Đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng, đấy thì là thầy đã tổ chức ra cái buổi đấy. Và thầy bảo với các bạn nam là đầu thì bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thế thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình, cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu, nên là cậu đừng có sợ. Thế là tỏ tình nhưng chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nha chú, bạn ấy vẫn run run này này, xong ôm. Cả trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dũng, mông 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 mông. Tại vì biệt danh của chồng con là mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu tấn công, xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên mà bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Ôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy, con nhỏ. Sợ thật ý. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy, chơi liều. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 con nhạn, cả thậm chí cả chục con nhạn luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cô ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường, thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Đấy, kinh chưa? Em ơi, em thấy hình Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh tường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa, mới có cơ hội chứ, đúng không? Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt, kiểu trêu trêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới như là có nhiều chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn, thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi, và lúc con cũng không còn sợ nữa. Là thiệt tỏ tình. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Có hoa rồi, có nhẫn rồi, có bánh kem hay gì không? Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong đến lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là ơ sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó con trả lời lại sao? Thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông bê một cái một mà. Vâng, đúng. Còn con thì không trèo, đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất, đây con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Còn mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy chính thức coi như là bọn con chính thức yêu nhau. Là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm, con mới vào một câu lạc bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là kiểu hin dành cho vợ. Đấy, thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con cũng chỉ hỏi đấy, nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? Dạ, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Ồ, thế là bây giờ là muốn có em bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn đi. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn đi. Đang linh đây. Nó đang thích rồi. Thì nó đang thích rồi. Thì em chúc luôn. Hồng nhìn mấy mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ linh nghiệm lắm. Đấy. Sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Dạ. Năm sau sẽ có tin vui. Dạ. Và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời cùng với gia đình hai đứa. Dạ, con gái con trai rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Con... Nhưng mà chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi, chú vào cái vụ kia đi chị. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thời khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không có kỳ. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ ấy, thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Hay hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn, thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá, xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá, thì cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay càm ràm ấy. Đấy, hay càm ràm. Vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng ạ. Đấy. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi ấy. Đấy thì chồng con sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai con không biết có phải tật xấu không, nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ, hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay, như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... đâu không phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con... Cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm trong thể hiện tình cảm. Xong rồi nhiều lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, thể hiện tình cảm về không? Còn kinh hơn nữa. Vâng. Còn kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Khi có người có thể tình cảm thì con hiểu. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ấy ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt. Con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng, con làm gì con nghiện vợ quá vậy? Con không biết. Chồng con tự động. Có khi nào đang nói chuyện cái nó xin phép cô chú cho con thơm cái mình hay không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tấc với lại áo đúng á, gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. Hơi nguy hiểm ạ. Ừ, không mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nỗi là thật sâu. Dễ thương con ạ. Dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm lúc nào mình thơm, đúng không? Đúng. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ, long lanh lúng liếng con ạ, gớm. Kể tật xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Con không biết đấy là tật xấu là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ, để nó giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm ạ. Con hết rồi, con chuẩn bị tận 2 cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thiết được chồng con không có một cái gì xấu luôn đó. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Đấy thì con có gọn gàng chỉ có cái cảm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng tự thú gì con tự thú à? Sao? Con định xin phát biểu. Đấy là con kể. Anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy, thì con hay để ý chồng con. Thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy, thì con cũng sẽ chú ý hơn. Thì sau rồi con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là... Như thế đúng không? Vâng, không thì con thấy ổn rồi ạ. Cảm ràm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? Không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm hơn. Thôi được rồi, để anh ấy khui. Giờ tới con đã Dũng. Vâng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút như kiểu bạn ấy vừa kể, thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Và thích gọi là gì, thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong ngoặc kép. Hành hạ con. Hành hạ con sao đâu con cởi đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt rồi, nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đấy, thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Thí dụ cái ly nước ở đằng đó đó, khi bạn bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em, có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Hành hạ con. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó, thì con có càm ràm không? Có ạ, con càm ràm chứ. Nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn càm ràm. Con bảo là sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là giống như ông ấy, sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây, rồi anh làm đấy, đúng không? Con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm đúng không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được ạ. Thôi, tắt lần này. Với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng ở đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì cứ chắp tay thế này này. Thế rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị dắt giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông gia. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông gia nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông gia. Ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin. Thế về nhà lần nào mà bọn con về quê ấy, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn 1 năm lúc mà bọn con cưới nhau xong. Và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à, hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có 2 thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố, kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn rồi. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nói sai sự thật. Vâng. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là ơ con gái bố cũng được đấy chứ mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sau này tiếp còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Ôi sau này nhiều thế. Nhiều mà. Nói vợ con hơi quấy ạ. Quấy gì? Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ rồi đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm, cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm, với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy, xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi, mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy. Tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện, xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được, ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy, kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Có ngày nào bắt phải chở đi ăn? Có ạ. Có hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi em khát nước quá, mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt chở đi ra sơ cổ cây mua nước, xong về rơi luôn cái ví. Ôi tôi riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này cũng do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng con nhỏ lên ban công. Đấy. Bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui. Nói chung là bọn con đi ra chơi. Con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, nó có một lý do hết sức. Anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất qua một ngày đấy. Mất một ngày. Thôi nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy, cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà đã đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra si cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước đó. Thôi con không muốn thay đổi điều gì, con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn vào. Chắc con mong muốn là con không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè, có thể là thức tới 5 giờ sáng. Anh ơi, mình tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi, nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa, chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác, hiểu không? Tại nó không muốn thay đổi, dễ sợ lắm. Có thể là chú nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Rồi, tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết, đúng không? Có khi là có cơ hội đó nha. Anh sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là. Thôi. Cứ như này thì sẽ, con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc. Đó, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau, thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Nói muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói. Cái trang phục này mà đứng lên nói. Đấy. Rồi con bé nó ngước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem đấy, anh nói gì nói đi. Chả biết nói gì. Cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh khóc hả? Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, điều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa, đó chính là tình yêu cho con của các em. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá, cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok. Rồi, chào hai con.